Hello, em chào anh chị em. Bữa nay là ngày mùng 1 đầu tháng như vậy. Em xin quay những cái mặt hàng còn lại cho anh em ha. Mặt hàng còn lại của đêm ngày 30 anh em ạ. Áo M65 rần ri thì là hiệp 1. Hiệp 1 bây giờ còn mã 00 750 này. Mã 15 800. Rồi cái con rần ri này mã số 7 900. Mã số 2 750 nha anh em. Hiệp 1 là còn 4 cái. Báo cáo anh em còn 4 cái này. Bây giờ qua hiệp 2. Hiệp 2 thì hiệp 2 là quần và đồ bộ ha. Quần và đồ bộ thì cái bộ rần ri này size XL này rất là mới, nhưng mà XL thì nó tầm bụng 7 mấy em nhớ rồi, em đo xong quên mất rồi. 1,2 triệu mã 24 với bộ ACU mã 22 700. Cái quần short nỉ là mã 29 1,5 triệu. Cái bộ thủy quân vàng này thì 850 mã 20 ạ. Rồi còn cái quần quần vàng cát này 6 túi hộp chất vải kaki thì mã 27 500. Em còn hai cái áo nữa, tối mấy con áo kia anh em chốt hết ba con áo kaki tem vàng thì con ba mã 33 400, mã 35 600, mã 34 500. Anh em mà muốn chốt mấy cái này thì chịu khó vào xem cái live hiệp 2 có đêm 30 nha anh em, thì mới biết được. Còn áo M65 thì hiệp 1 của đêm 30. Bây giờ là hiệp 3 của đêm 30 là màu ô liu, áo đẹp ha. Còn những con còn lại em sẽ quay cái mã này, và anh em cũng vào xem lại video coi mấy mã này nó độ mới bao nhiêu phần trăm và size gì, con gì đẹp và con gì xấu ha. Con này mã 41 6 triệu. Mã 41 6 triệu. Con này dây nhôm size medium long. Medium thì 70 đến 80 kg, long là cao 1m74 trở lên. Con này 36. Mã 36 5,5 triệu. Con này cũng dây keo nhôm. Con này tem nó hơi lủng lẳng một chút này. Nhưng mà medium hay gì small nữa. Small railer. Small thì 60 tới 70 kg và railer là cao 1m7 đến 1m74. Tiếp con này mã 50 6 triệu. Cũng dây kéo nhôm luôn, con này thì đời 3 tem. Con này là không cầu vai. Cố vấn, con này size medium railer 70 đến 80 kg và cao 1m74 trở lên, 1m70 đến 1m74. Tiếp con này màu cổ úa là 7 triệu mã 44. Dây nhôm luôn nha anh em. Con này thì size small long thì 60 tới 70 kg và cao 1m74 trở lên. Tiếp con alpha này 4 triệu mã 01 thì con này là size medium railer. Medium 70 đến 80 kg, railer là 1m7 đến 1m74 ạ. Con này màu cổ úa. Mã 73 9 triệu anh em ạ. Con này dây kéo nhôm. Size của nó là size lát sọc. Lát sọc, lát là 80 đến 90 kg mà sọc là cao 1m6 đến 1m7 ạ. Rồi con này mã 38 9 triệu. Dây kéo nhôm luôn ạ. Con này là medium railer 70 đến 80 kg, cao 1m7 đến 1m74. Còn 4 5 con nữa là hết này. Mã 39 5 triệu, dây kéo nhôm nhưng mà đầu vuông nha. Con này thì medium railer luôn, 70 đến 80 kg và cao 1m7 đến 1m74. Con này mã 49 5 triệu 500 nghìn. Dây kéo nhôm đầu vuông. Size của nó là small railer. Small thì 60 đến 70 kg và railer là cao 1m7 đến 1m74.
mã 48 3 triệu, dây kéo đồng. Con này là small long. Small long hồi nãy có rất nhiều người hỏi con này nhưng mà anh kia anh chốt trước rồi giờ mới phát hiện ra không có vừa, cho nên anh em nào xem sau mà thấy ưng thì alo em nhá. Small là 60 đến 70 kg, long là cao 1m74 trở lên. Áo xanh xanh đẹp nha. Này có úa, con này là olive. Con này là 3 triệu dây kéo đồng. Rồi một con cuối cùng, một con cuối cùng. Con này là 3 triệu mã 42. Ở đây thì nó bị lỗi một chút xíu xíu đây này. Ngay cái đường eo khi mình rút lại thì không bao giờ thấy được cái lỗi này nha em. Khi mình rút cái dây eo lại thì nó dúm lại và không nhìn thấy được. Rồi con này là dây kéo đồng. Con này cũng small reeler, small thì 60 đến 70 kg và reeler là 1m7 đến 1m74. Rồi, con này 3 triệu ha. Đây là những cái mã còn lại của hiệp 3 đêm 30. Anh em ưng mã nào thì chịu khó vào xem hiệp 3 rồi coi hình ảnh của nó, rồi nếu mà ổn để sưu tầm thì cứ alo giúp em ạ. Anh em thông cảm nha, em đặt dưới này vì nó bụi bặm quá cho nên không dám đặt. Em phải gác trên đồ như vậy vì đồ đẹp cho nên là mình không có dám dục ở dưới đất được. Rồi em xin cảm ơn và chào, hẹn gặp lại các anh đêm mùng 1 ha.